Bài văn khấn trước bàn thờ gia tiên rằm tháng 2 âm lịch. Cứ đọc đúng 3 câu này, cả đời làm ăn xuân sẻ, tiền vàng kéo về âm ầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn rằm tháng 2 âm lịch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết được với những ngày rằm ngày mùng 1 chúng ta nên cầu gì khấn gì để cả năm luôn làm ăn xuân sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. À, quý vị thân mến, chúng ta đã biết rằm tháng 2 là ngày Đức Phật hướng dẫn tăng đoàn trở về thành Ca Tỷ La Vệ, đội cho cha và vua Tịnh Phạn đắc quả nhập lưu, dắt La Hầu xuất gia đắc quả A La Hán. À, trong quan niệm khoa học thì ngày rằm là ngày 15 âm lịch hàng tháng. Ngày này còn gọi là ngày vọng là ngày mặt trăng và trái đất gần như nằm trên một cái đường thẳng. Nhiều nghiên cứu khoa học cho rằng đây là cái thời điểm có năng lượng rất đặc biệt gây tác động xấu đến con người như là tai nạn, bệnh tật cũng như là cái sức khỏe bị giảm sút vân vân. À, theo khoa học và dịch lý học nó giải thích thì nguồn khí âm thái quá của ánh trăng ấy vào cái ngày rằm sẽ khiến cho trạng thái thần kinh của con người không ổn định. Điều này nó làm cho tính nét của con người thất thường hơn ngang ngạnh hơn và bất ổn hơn à, từ xa xưa đến nay thì trong cái phong tục thờ cúng của người Việt Nam đã lưu truyền từ đời này sang đời khác để tưởng nhớ đến cái công ơn sinh thành và dưỡng dục của ông bà cha mẹ cùng với đó là nhiều lời cầu khấn Đấy, hết sức là linh nghiệm à, không những thế các lời cầu khấn khấn vái còn giúp cầu xin các đấng vô hình linh thiêng phù hộ độ trì cho gia chủ cũng như là người thân trong gia đình được tai qua nạn khỏi, phúc đức lâm môn. Nhắc đến khấn vái là nhắc đến cái nét văn hóa truyền thống của ông cha ta đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác. À, khi đến các ngày như là ngày rỗ, chạp, lễ, tết, rằm mùng 1 hay là những ngày động thổ khai trương vân vân thì mọi người sẽ chuẩn bị hoa quả, nước, rượu, bát, chén, đũa, muỗng à, hoặc là những cái vật dụng để thờ cúng lên bàn thờ ông bà tổ tiên để ông bà có thể thụ hưởng lễ vật rồi bắt đầu thắp hương, thắp đèn đốt nến và tiến hành khấn vái hay là lạy bái để tỏ lòng hiếu kính và tỏ lòng biết ơn, cầu phước lành do ơn trên ban cho. À, như chúng ta đã biết đấy, việc cúng bái là một cái hành động thắp hương khấn vái và vái lại khấn là một cái động từ để thể hiện cho cái lời nguyện cầu trong miệng khi mà cúng tức là những lời nói nhỏ liên quan đến các chi tiết về cái mục đích của buổi cúng lễ cúng như ngày tháng năm sinh đó hoặc gọi gì nơi chốn cúng ai tên những người trong gia đình và trong cái lễ cúng đó chúng ta cầu gì xin gì và những cái lời hứa hẹn sau khi cúng à, sau khi khấn thì người ta thường thực hiện các nghi lễ gọi là vái lại được xem như là một lời chào kính cẩn vái là một cái hành động được áp dụng ở cái thế đứng nhất là trong các dịp lễ cúng ở ngoài trời ấy, thì vái được xem là một cái hành động thay thế cho lại ở trong trường hợp này à, như quý vị đã biết ấy, một năm thì có 365 ngày ngày nào cũng là những cái ngày lễ hội cũng như là các tiệc ăn mừng lễ tết dỗ chạp cưới hỏi ma chay vân vân À, trong mỗi buổi lễ như thế thì các gia đình lại cùng con cháu xung vầy làm cái mâm cỗ sắm đầy đủ hương hoa quả ngọt và giấy tiền vàng mã để dâng lên cúng ông bà tổ tiên và các vị thần linh. Thì ngoài ra, việc sắm sửa các lễ vật để thể hiện cái lòng thành thì cũng phải chuẩn bị cho mình một cái bài văn khấn chỉn chu đầy đủ và ý nghĩa để truyền đạt cái tâm nguyện của mình. Ở dưới đây là một cái bài văn khấn về giảm tháng 2 âm lịch năm 2024. Thì trước khi mà tiến hành thắp hương cơn vái thì người ta cũng thường phải thực hiện một cái nghi lễ đó là lau dọn dọn dẹp ban thờ cho được sạch sẽ thơm tho khi đó thì các vị về ngự mới được lâu và ban phát tài lộc lộc lá cho gia chủ à, và để lau dọn ban thờ thì quý vị hãy sử dụng cái chai nước bao sái ban thờ Nhất Tâm Hương Nhất Tâm Hương là một cái chai nước bao sái ban thờ được sử dụng từ các nguyên liệu ngũ vị hương như là thảo dược quế hồi đinh hương gỗ vang bạch đàn bồ hòn, chanh xả thì cái công dụng của cái nước bao sái ban thờ nó làm sạch tẩy sạch bụi bẩn trên cái đồ thờ cúng của bát hương của lư hương cũng như là của đĩa bồng cũng như là các vật dụng thờ cúng khác bên cạnh đó nó tẩy rửa các vết bẩn trên cái mặt bàn thờ cũng như là trên các đồ vật thờ cúng à, không những là tẩy rửa nó còn làm sạch cái không gian phòng thờ để ngăn ngừa cho nấm mốc nó lên men hoặc là gì ngăn ngăn ngừa vi khuẩn đuổi vi trùng à, bên cạnh đó nó mang lại cho cái bàn thờ cái vượng khí đó khi mà bàn thờ được vượng khí thì chúng ta sẽ cầu gì được nấy và các vị thần linh sẽ ngự được lâu hơn đó thì bên cạnh cái việc dùng cái chai nhất tâm hương thì quý vị cũng nên sử dụng một cái khăn sạch nhé một cái khăn sạch để bao sái ban thờ thì cái khăn sạch này cũng được đi kèm với chai nhất tâm hương để cho quý vị tiện bề mà sử dụng đấy à, tránh dùng những cái đồ cũ đồ thừa mà lại gì gây ra ô uế mất vệ sinh và mất cái tính linh thiêng của ban thờ đi à, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương lau dọn ban thờ cho được sạch sẽ thơm tho giúp các cụ ngự được lâu hơn cầu gì thì được nấy đó à, thưa quý vị thì đầu tiên để biết cái bài văn khấn thì chúng ta cũng cần phải xét qua về cái ngày 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 rằm tháng 2 âm lịch đúng không ạ thì chúng ta biết cái ngày rằm tháng 2 âm lịch nó sẽ rơi vào ngày 24 tháng 3 dương lịch à, cái ngày rằm nó là ngày đinh hợi được ngày đinh hợi thì chúng ta có đinh là hỏa hợi là thủy đúng không ạ thủy khắc hỏa tức là gì tức là chi khắc can đó là ngày hung phạt ngày này có nạp âm là ốc thượng thổ đấy nó kỵ với tuổi là tân tỵ và tuổi quý tỵ ngày thuộc hành thổ thì khắc hành thủy đặc biệt các tuổi đinh mùi quý hợi nó thuộc hành thủy nhưng không sợ bị thổ khắc ngày hợi thì lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi trở thành mộc cục đúng không và ngày hợi thì xung với tỵ hình với hợi hại thân phá dần và tuyệt ngọ trong ngày hôm nay thì có trực là trực thành và có sao mão là một cái bộ sao hung trong bộ nhị thập bát tú à, cái ngày rằm tháng 2 nó vẫn thuộc tiết khí là tiết xuân phân đó. À, quý vị thân mến, à, các cát thần trong ngày rằm tháng 2 âm lịch, tức là ngày 10 15 tháng 2 âm lịch cái lĩnh hợi ấy, thì có các cát thần sau. À, các thần chúng ta có là bất tướng này, có Lâm Nhật, Mãn Đức, Mẫu Thương, Nguyệt Ân, Tam Hợp, Thiên Hỷ, Thiên Y, Thần Tại, Tứ Tướng, Đại Minh. Các hung thần trong ngày có Huyền Vũ, Kim Đao, Mộ Nhật, Ngũ Bất Ngộ, Phạt Nhật, Phục Tội, Thiên Hùng, à, thần hiệu, thổ cấm, thổ ngân. Ngày trùng nhật À, tuyệt yên hỏa và ngày đau khảm sát đó à, như quý vị đã biết đấy thì cúng gia tiên là một trong những cái phong tục truyền thống có từ xa xưa của người Việt Nam đây là cái nét truyền thống gắn liền với cái đời sống tâm linh của dân tộc đây là cái lúc mà để con cháu gia đình ấy, tưởng nhớ đến những người đã mất à, ngày này được tính theo âm lịch cúng gia tiên là một cái việc quan trọng và cần thiết là cái lúc mà bày tỏ cái tấm lòng thành kính của con cháu đối với những người đã khuất với mong muốn là những người mất sẽ phù hộ độ trì cho gia chủ được bình an và gặp nhiều may mắn, làm ăn thì trở nên thuận lợi và hanh thông hơn. À, để khấn gia tiên cũng như là làm nên một cái buổi lễ cúng trang trọng thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ mâm cúng, à, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, đặc biệt cần phải có mẫu văn khấn à, như Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn ngay sau đây. Khi mà quý vị có được cái bài văn khấn chuẩn ấy, nó sẽ giúp cho quý vị và các bạn là gì? Cầu gì được lấy. À, khi khấn thì các bạn thì nói thầm trong miệng những cái thông tin liên quan đến lễ cúng như là thời gian mục đích địa điểm Đấy, cúng cũng như là gì tên người cầu khấn trong cái ngày hôm đó đó thì để sử dụng cái văn khấn ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái quyển văn khấn toàn thư văn khấn toàn thư à, quý vị hãy mở trang số 4 rồi nhé thì đây là cái bài văn khấn về ngày rằm À, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 34 349119 để thỉnh ý quyển sách văn khấn toàn thư hãy tự đọc cho mình những cái bài văn khấn chuẩn chỉ nhất đấy giúp cho gì nghi thức thờ cúng nó được linh thiêng hơn được trang trọng hơn bài văn khấn như sau nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật à, con lại chín phương trời con lại mười phương chư phật chư phật mười phương con kính lại ngài hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần con kính lại ngài đương niên thái tuế trí đức tôn thần con kính lại ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương con kính lại ngài bản sứ thần linh bản gia thổ địa à, con kính lại ngài đông Chủ tư mệnh táo phủ thần quân con kính lại các bậc tiên gia các chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này à, con kính lại cao tàng tổ khảo cao tàng tổ tỷ bá thúc huynh đệ cô di tỷ muội nội ngoại dâu rẻ hội đồng gia tiên họ Cúi xin các ngài cùng gia tiên chứng lễ hiển linh, chứng giám cho lòng thành của con cháu. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức ngày Đinh Hợi, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Nhân ngày rằm tháng 2 âm lịch, đất trời hòa hợp, giờ linh khắc vượng, gia đình chúng con sắm xanh phẩm Phật hương hoa trà quả kim ngân lễ vật kính dâng hiến trình các vị tôn thần cùng gia tiên họ chúng con kính mời ngài đương niên thái tuế trí đức tôn thần ngài bản cảnh thành hoàng chư vị đại vương ngài bản gia táo quân cùng các chư vị tôn thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật cầu xin các ngài che chở cho gia đình chúng con bốn mùa hưng vượng có quý nhân phù trợ tài lộc vượng tiến tai ách đều qua tâm cầu sở đắc sở nguyện tòng tâm à, chúng con lại kính mời gia tiên tiền tổ hương linh nội ngoại đồng đẳng gia quyến họ thương xót cho con cháu hiển linh trước án chứng lễ hưởng hoa cầu xin gia tiên phù hộ độ trì cho gia trung được thuận hòa gia đạo hưng vượng cảnh nhà yên vui con cháu thông minh học giỏi vợ chồng thương yêu bảo ban nhau cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc cầu bình an đắc bình an à, chúng con cũng kính mời Ông bà tiền chủ hậu chủ cư ngụ tại đất này xứ này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, chứng giám lòng thành của gia chủ, phù hộ cho gia chủ được sức khỏe, an khang, tài lộc thăng tiến, gặp hung hóa cát. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cầu xin các ngài cùng gia tiên hoan hỷ thụ nhận, chứng lễ cho chúng con. Chúng con thành tâm cẩn cáo, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. À, thưa quý vị, À, đây là toàn bộ cái bài văn khấn về ngày rằm tháng 2. Thì quý vị có thể tham khảo bằng cách chép lại bài văn khấn ở trên bảng nhé. Tử Thông đã chia sẻ toàn bộ cùng quý vị và các bạn rồi. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn trong ngày rằm tháng 2 âm lịch năm 2024. Thì để tham khảo thêm quyển sách văn khấn toàn thư, à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119. Ờ, trong này có 77 bài văn khấn gồm đầy đủ tất cả các nghi lễ thờ cúng của người Việt từ cái chuyện là gì cúng dằm mùng một cúng thần tài hàng ngày cũng như là gì cái bài văn khấn thắp hương hàng ngày đến cái việc là động thủ khai trương thôi nuôi chúc thọ hoặc là gì cúng các nghi lễ là cưới xin mai chay cưới hỏi vân vân thì đều có hết Bên cạnh đó có những cái bài văn khấn dâng sau giải hạn cũng như là các bài văn khấn khi mà đi đỉnh đền miếu phủ chùa chiền để cho quý vị có thể chủ động hơn à, không bị lúng túng không bị à, bỡ ngỡ trước khi mà chúng ta khấn cúng cái điều gì đó đó à, thưa quý vị như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn rằm tháng 2 âm lịch năm 2024 à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn